Chào thầy và các bạn, em Châu Lâm lớp Giang Nguyễn. Hôm nay xin trình bày về viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát SBP. Trong bài SBP có hai vấn đề quan trọng cần nhớ. Đầu tiên là số 250. 250 là gì? Là số neutrophil ở trong dịch bán. 250 có ý nghĩa gì? Nếu neutrophil trên 250 thì chẩn đoán ngay là SBP và khởi động kháng sinh theo kinh nghiệm. Thứ hai, chẩn đoán nhầm giữa viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát và thứ phát là một thảm họa.